Hello các bạn, hôm nay thì mình lại đến gần lại với hiện tại thêm một tí xíu nữa rồi. Như lần trước mình có review bộ PC mới, nhưng mà vẫn còn thiếu cái màn hình. Thì hôm nay quyết định chơi lầy đi mua luôn cái màn hình. Nhưng mà khổ một cái là đây là cái màn hình tôi tìm hoài ở trên YouTube đó, tôi không thấy cái ông nội nào ở Việt Nam review cái màn hình này hết. Mấy kênh nước ngoài thì có, nhưng mà mấy kênh ở Việt Nam thì chưa thấy ai review đúng cái mã màn hình này hết. Sạc thì rất là nhiều cái những cái mã khác được review đồ rất là ok, nhưng mà riêng cái mã này là chưa thấy ai review hết, cho nên là hôm nay quyết định lỡ rồi mua về làm review luôn cho mấy ông. Chắc tôi là người đầu tiên ở Việt Nam review cái này quá. Đây là cái mẫu màn hình công gaming Asus TUF VG34VQL3A 34 inch 180Hz. Tấm nền VA và tốc độ đáp ứng là 1 mili giây. Nghe thì hơi là khá khá nhờ, nhưng mà biết là so với những cái màn hình xịn sò khác thì không đáng là gì hết, nhưng mà với cái tầm giá dưới 10 triệu thì bữa giờ lựa tới lựa lui thì chắc đây là cái màn hình mà mình ưng ý nhất rồi. Xin mời các bạn đi coi mình unbox cái màn hình này nha. Đây là cái thùng của em đó, nhìn khá là hầm hố. Rất là dày dặn. Mặt sau của cái thùng nó mắc tiền Rồi. quá, cho nên là tôi để lên giường, tôi unbox nó ra cho chắc cú. Chị thả xuống đất sẽ rớt sẽ rớt. Đây là mặt phía trước của em đó. Con vút 1500R nha. Nè, đây là cái mã của nó. VG34VQL3A. Gọn dài. 3440, 1440. 180Hz, 1 mili giây. Màu 125% sRGB HDR rồi FreeSync Premium Pro luôn. Rồi tới cái chân đế, chân đế nhìn cũng khá cool ngầu. Bây giờ là cái mặt sau của em đó, nó có mấy cái vát khá là ok, có chữ Asus, có mấy cái nút để che ốc này kia, những cái chỗ để khóa lại đấy. Rồi cái cổng của nó, cổng display port HDMI, cổng for tai phone nè, đầy đủ cổng ở đây, mọi thứ vào đó. Và đây là những cái nút điều khiển nè. Rồi, quá trời. À, còn bên này nữa là cổng USB. Đây thì có mấy cổng USB upstream. Cái cổng sẵn không dây tí mình sẽ gắn vào. Và đây là những cái mã của nó. Rồi, setup vô thôi. Mang cho mình một xíu nha. Đây là cái màn hình của mình sau khi mình lắp nó vào. Thì phải nói là từ cái vị trí mình ngồi làm việc thì
khá là ổn nha. Màn hình cong cong vút luôn. Và đây là cái em máy tính của mình. Thì nhìn như vậy có vẻ là em nó gọi là xứng đôi vừa lứa rồi các bạn. Rất là xứng đôi vừa lứa. Đây, bộ máy tính ở đây và màn hình ở đây. Wow, đây là thành quả sau khi mà mình setup xong cái màn hình này các bạn. Thì cái ấn tượng đầu tiên là nó hơi bị to và cái thật ra nó khá là choáng ngợp, thật sự là choáng ngợp. Mình ngồi cách nó khoảng nửa mét thì thật sự là nó choáng ngợp so với cái màn hình mà mình vẫn hay xài bình thường. Nhưng mà được cái trải nghiệm của mình sau khi mà xài cái màn hình này thì phải nói một chữ là nó đã, thật sự là đã. Từ những cái tùy chỉnh, thật ra thì mình cũng chả đụng vào những cái tùy chỉnh này nhiều, thì đa phần nói về cho gaming mà thì mình cũng đâu có chơi game nhiều, cho nên là nó có rất là nhiều chế độ. Đây, racing rồi racing mode rồi đủ thứ kiểu trên đời. Đây này, đủ thứ kiểu trên đời. Đó thì đó là những cái tùy chỉnh bên trong cái màn hình này, nó có rất là nhiều chế độ đây ha. Thì đây là cái phần mà overclocking để mà chạy lên tới cái mức 180 Hz. Nhưng mà thực tế là mình cũng chả có nhu cầu mà chạy lên tới 180, tại vì nó sẽ khiến cái màn hình này giống như là overclock thì nó sẽ nóng lên nhiều. Mà bản chất mình xài thì lại không có phải là sử dụng màn hình này để chơi game nhiều, cho nên là cũng rất ít khi nào bật cái tính năng cho nó lên 165, 180 Hz. Đấy, thì trên những chức năng thì nó cũng cơ bản thôi, nếu mà các bạn coi những review khác về cái màn hình này. Đấy, rồi image chỉnh brightness, rồi blue light filter thì kia, color chỉnh nhiệt độ màu, thì là những cái thông tin cơ bản thôi. Cái này coi trong cái hướng dẫn sử dụng là nó sẽ có. Mình chủ yếu mình muốn review về cái trải nghiệm khi mà mình dùng cái này ha. Thì đầu tiên á, là cái trải nghiệm của mình khi mà đem nó về và mở ngay cái internet lên, thì khi mà ta vào YouTube thì đầu tiên là một cái sự choáng ngợp, bởi vì nó dài quá đi, cho nên là nó thể hiện rất là nhiều nội dung bên này. Và được cái là nó cong, cho nên là khi mà nhìn từ bên trái qua bên phải thì nó không có bị, không, mắt mình nó sẽ không phải điều tiết nhiều khi mà chúng ta nhìn vào cái màn hình phẳng, mặc dù là nó rất là to, nhưng mà chúng ta không phải điều tiết quá nhiều cái mắt của mình, cho nên nhìn nó khá là thoải mái, rất là thoải mái nữa là khác. Và cái độ phân giải là đang là 2K 165 Hz, giống cái tùy chỉnh của mình ban nãy. Thì nó cho mình một cái trải nghiệm hơi bị đã, một cái trải nghiệm hơi bị đã về cái này. Một cái nữa là khi mà mình hay làm phim bằng cắp kết, thì đây thì là một cái trải nghiệm khi mà mình mở lên vào một cái ứng dụng đó. Đây, nó lại cho mình một cái không gian review gọi là cũng là choáng ngợp luôn, cũng là choáng ngợp luôn. Nó khá là rộng rãi, nhìn nó rất là thích mắt và nhìn nó rất là rõ, không phải điều chỉnh zoom tới zoom lui rồi này kia. Một cái điều nữa là ví dụ như khi mà mình mở một cái Excel đi, khi mình mở một cái Excel thì bởi vì nó quá dài cho nên nó cho mình hiện từ cái cột A, nó hiện tới cột AP luôn. Và khi mà thiệt làm thao tác văn phòng trên cái màn hình này thì
Ghen là nó hơi bị đà, nó hơi bị đà, nó phải nói là nó phải bự tương đương hoặc là gấp đôi những cái màn hình bình thường mình hay xài luôn. Rồi cả một cái tính năng nữa là trong trường hợp mình hay cắm thêm một cái màn hình extend ở bên ngoài để mình làm hai màn hình á, thì màn hình này nó giải quyết cho mình cái vấn đề đó luôn. Là thí dụ như chúng ta sử dụng hai cái hai phần hai bên như vậy, nó thể hiện rất là to và rất là khuôn khổ để cho mình sử dụng, nó rất là ổn. Có thể nhìn bên này nhìn bên kia sử dụng hai màn hình rất là ổn, chứ mà mình nhìn cái laptop thì chỉ đôi cái màn hình, thực sự là nó quá bé, nó quá bé đấy. Thí dụ như bên này mình có Excel hay mình hiển thị từ cột A tới cột AP, thì mình chuyển sang bên này cái màn hình bé hơn thì nó chỉ hiện tới cột W là hết. Này các bạn có thể thấy nó chỉ hiện tới W là hết. Bên kia nó cho mình chạy tới AP luôn. Quá trời quá đất đã. Đó. Về tiếng màn hình thì nó cũng tương đương với lại cái TV ở trên thôi, khi mà mình đưa cái file này lên. Thì nó cũng chỉ có khả năng là hiển thị tới cái cột W thôi, nhưng mà có một cái TV to thì mình xuất hình ra rồi coi TV này kia nó vẫn đã hơn. Mà chủ yếu vẫn là cái em này, vẫn là cái em này. Thì 165 Hz và cái màn hình to đùng như này. Đó. Thì khả năng làm việc nhiều cửa sổ nó sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều, nhìn rất là rõ ràng, to và không phải điều tiết mắt nhiều, là có cái chế độ là gọi là lọc blue light, ánh sáng xanh để mà đỡ hỗ trợ cho mắt. Nói tóm lại em này là đây là một cái trải nghiệm khá là ổn trong tầm giá là dưới 10 triệu. Màn hình này thì mình mua đang khuyến mãi thì nó khoảng 8 triệu 600 ngàn thôi. Mình mua ở Cellphone S đang khuyến mãi thì mình chỉ đầu tư khoảng đâu đấy là 9 triệu. Thì chúng ta có một cái màn hình gọi là 2K 165 Hz. Mặc dù thông số nó là 180 Hz nhưng mà mình phải overclock lên thì nó không biết nó có hệ quả gì, có thể là nó sẽ nóng màn hình lên hay là sao sao đấy. Nhưng mà ok, không chơi tới game thì cứ giữ 165 Hz, nó là quá ổn. Và nó cho mình một cái trải nghiệm về làm việc, về cái không gian làm việc nó phải nói là tuyệt vời. Nói chung đây là một cái lựa chọn xứng đáng trong cái tầm giá. Rất xứng đáng cho tầm giá. Dĩ nhiên là không thể nào mà so sánh nó với những cái con màn hình mà 20-30 triệu được. Rõ ràng tiền nhiều thì nó phải chất lượng hơn rồi. Nhưng mà có phải phải công nhận đây là một cái những cái màn hình gọi là theo như người ta nói là đáng đồng tiền bát gạo đó. Nó khá là ổn. Mình cũng bon chen mình thử cái GFO test đây. Nó đang test ở chế độ 60 Hz. Đang test chế độ 60 Hz thì không biết quay ra đây các bạn thấy như thế nào. Mà mình thử chuyển về của riêng nó cho mình, nó chạy lên 165 Hz. Đây. Thì các bạn có thể thấy là nó cái con UFO trên cùng đang 165 fps, nó khá rõ đây. Là không biết chỉnh cái gì nhiều nữa, mình có rành mấy cái này đâu, cho nên là cũng bắt chước người ta làm mà UFO chạy qua chạy lại. Thực tế là có thể cảm nhận bằng mắt thường là cái màn hình này nó đã hơn đây cái con Dell của mình với lại cả cái màn hình LG của mình. Thật ra thì các em này tần số 60 Hz thì coi phim với ba vớ vẩn thì được, nhưng mà làm việc và trải nghiệm gọi là trải nghiệm không gian làm việc, mình gọi là làm việc chứ không phải là chơi game nha. Chưa biết là mặc dù là cái con này là con game đấy nhưng mà khá ổn để cho mình làm việc, không có gì để mà chê ở đó hết.
một cái điểm theo mình đó là một cái điểm trừ duy nhất ở cái con này, nó là bản thân ở bên trong này nó có thực sự nó quá nhiều chế độ đi, cho nên là để mà mình chọn được một cái chế độ nào mà vừa mắt thì nó cũng khiến mình rối não lên như đó. Cho nên thôi, nếu mà các bạn có sử dụng con màn hình này thì cứ để cái nào vừa mắt là cứ xài thôi, chứ đừng có mà vào trong cái phần gaming này rồi game visual. Bạn bạn mà đọc cái hướng dẫn sử dụng của nó thì nó giải thích là chế độ scenery mode là tốt nhất cho cái view hình rồi làm graphic này kia, rồi cái nào mà racing mode là dành cho chế độ đua xe bla bla, nói chung cái nào vừa mắt cứ xài thôi, theo mình là vậy. Còn về vấn đề mà đo màu đó này kia thì nó lại bảo là chế độ mà sRGB mode là tốt nhất để mà khi mà làm mấy cái về màu sắc bla 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 này kia. Nhưng theo mình thì mình đang vừa mắt với cái này thì mình cứ xài cái này thôi. Nói chung là cũng nhà sản xuất khuyến cáo là một chuyện, nhưng mà chúng ta vừa mắt cái nào chúng ta xài cái đấy thì mình nghĩ như vậy là ổn nhất. Chứ mà cứ đua theo là tôi hay thiết kế tôi cần những cái màu sRGB cho nó ấy, thực ra thì mình chỉ làm ba cái clip vớ vẩn rồi up lên YouTube này kia thì cũng đâu có nhất thiết là phải gọi là kỹ càng về màu sắc lắm đâu. Nói chung là theo mình như vậy là ổn. Còn về về sau này làm được YouTube mà bật được kiếm tiền rồi thì biết đâu được, thì lúc đó mình sẽ này kia đúng không ạ? Mình sẽ mua những cái màn hình mắc tiền hơn để mà review lại cho các bạn. Đấy, cơ bản chỉ là vậy. Rồi, ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hy vọng các bạn sẽ thích cái video này và sẽ subscribe ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.